ập đến mà không tưởng nổi luôn, hắn phồng cả cái đường này luôn, tí cái gì cũng kịp lấy. Không kịp rời tay mà. Không có cái gì là một cái cơ nha, thì tôi muốn lấy được cái gì cả. Mà bảy mơ hai tuổi và chưa thì thấy lần nào cả. Đêm mùng 1, rạng sáng ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022, một trận lũ ống, lũ quét bất ngờ đổ ập về xã Tả Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Lũ về trong đêm tối, dòng nước đỏ ngầu kèm theo hàng ngàn mét khối bùn, đất, đá và cây cối lao thẳng vào nhiều ngôi nhà của người dân, khiến ai nấy đều không kịp trở tay. Các bản làng như Bình Sơn 1, Bình Sơn 2, Sơn Hà, Hòa Sơn của xã Tả Cạ và khu vực khối 1, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn nằm lọt trên đường đi của dòng thác bùn đất. 3 giờ sáng là nước to một tí, sau là đến 5 giờ hơn nặng lại to về một lúc luôn, chị không kịp lấy cái gì luôn, đồ đạc đi là lại như chị cũng thấy về rồi, chị cũng lấy cái nhẹ nhẹ nữa là vì đang tối quá. Đợt lũ thứ nhất chưa kịp lắng xuống thì chỉ ít tiếng sau, khoảng 6 giờ ngày 2 tháng 10, đợt lũ ống lũ quét thứ hai tiếp tục lao xuống, can quét cả khu vực. Kinh hoàng, khủng khiếp là những gì người dân diễn tả về trận lụt này. Như một cơn thịnh nộ, dòng thác cuốn phăng tất cả những gì trên đường đi của chúng. Những hình ảnh này sẽ còn ám ảnh không chỉ đối với người dân xã Tả Cạ và thị trấn Mường Xén, mà sẽ là ký ức không thể quên đối với bất cứ ai từng nhìn thấy. Những khu vực cơn lũ dữ tràn qua trở nên hoang tàn. Chúng tôi đang có mặt tại thị trấn Mường Xén. Cái khu vực vừa xảy ra cái trận lũ kém kinh hoàng và không có cái từ nào để có thể diễn tả hơn ngoài hai từ là tan hoang tại cái khu vực này. Gần như tất cả tài sản, phương tiện, đồ dùng, vật dụng, lương thực, thực phẩm của các hộ dân nằm trong đường đi của cơn lũ đều bị cuốn trôi, vùi lấp. Có những ngôi nhà sàn bùn đất vùi cao tận nóc. Những chiếc ô tô, xe máy, chúng từng là tài sản có giá trị thì nay bỗng chốc trở nên vô dụng. Cơn đại hồng thủy trên mảnh đất vốn được biết đến là nơi nghèo khó nhất cả nước đã khiến cho cuộc sống người dân đã khốn khó càng khốn khó hơn. Cơm ăn không có, áo mặc không có, thìa một chiếc, bát một chiếc cũng có. Nuôi sòn cái gì cũng mất hết, thì bếp ga cái gì, nói chung là đồ dùng tài sản gia đình không có cái gì nữa. Theo thống kê của huyện Kỳ Sơn, cơn lũ dữ đã làm chết một cháu bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà, xã Tả Cạ. Có 233 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 56 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 141 ngôi nhà bị ngập và hư hỏng, 36 ngôi nhà cần phải di dời khẩn cấp. Lũ cũng làm trôi dãy nhà trọ gồm 7 phòng. Tại trung tâm huyện Kỳ Sơn, mưa lũ cũng gây ngập lụt nghiêm trọng tại các cơ quan như trung tâm chính trị, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, nhà công vụ Ủy ban Nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chi cục thi hành án dân sự, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện. Về tài sản, lũ cuốn trôi 2 xe ô tô của người dân, làm ngập và hư hỏng 10 ô tô khác, 115 chiếc xe máy và xe đạp bị trôi và vùi lấp, 110 chiếc tivi, tủ lạnh, máy giặt bị lũ cuốn trôi và vùi lấp, hàng trăm tài sản, vật dụng sinh hoạt khác của người dân cũng không còn. Về công trình giao thông, mưa lũ làm ngập và sạt lở nghiêm trọng 4 điểm trên tuyến đường Mường Xén Tây Sơn, khiến các phương tiện không thể qua lại. Quốc lộ 7 trên địa bàn xã Tả Cạ và xã Nậm Cắn sạt lở 11 điểm, phương tiện không thể lưu thông. Tuyến đường tỉnh lộ 543D Mường Xén Ta Đo Khe Kiền, đoạn từ bản Cầu 8 vào bản Cánh sạt lở Ta Luy Dương, nhiều điểm phương tiện không thể lưu thông. Mưa lũ cũng làm cô lập hai xã Tây Sơn và Tả Cạ, trong đó bản Hòa Sơn, xã Tả Cạ với 236 hộ và 966 nhân khẩu và bản Sơn Hà bị cô lập hoàn toàn. Đây là một ngôi nhà sàn của người dân bản Bình Sơn 1, xã Tả Cạ. Và sau trận lũ quét đêm 1 tháng 10 vừa rồi thì ngôi nhà sàn chỉ còn lại như thế này.
Ngay trong ngày 2 tháng 10, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp đến Kỳ Sơn. Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên bà con nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bằng nhiều giải pháp chạy đua với thời gian khắc phục hậu quả mưa lũ. Tiếp đó, ngày 5 tháng 10, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã đến huyện Kỳ Sơn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi đời sống các hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng nặng sau trận lũ. Đồng chí chia sẻ với những mất mát, thiếu thốn, khó khăn mà người dân đang gặp phải, động viên người dân sớm vượt qua khó khăn để ổn định đời sống. Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Kỳ Sơn phải hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình có thiệt hại về người, gia đình chính sách, hộ khó khăn. Đồng chí Nguyễn Đức Trung yêu cầu tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, nhất là các hộ có nhà bị trôi, hộ ở vùng sạt lở, chia cắt, bảo đảm không để người dân bị đói, bị rét, bị khát. Lúc nào cũng chỉ một câu là tuyệt đối an toàn về con người, để sau đấy mới bảo vệ tài sản. Chúng tôi đang yêu cầu trước mắt là huyện, xã và các cái lực lượng tham gia khắc phục sẽ tập trung để mà rồi huy động lực lượng, huy động phương tiện, trang thiết bị máy móc để làm sao mà có thể khôi phục được sớm nhất, trả lại cái mặt bằng cho cái khu vực này, rồi khôi phục các cái công trình về hạ tầng như là giao thông để thông phục hồi giao thông, rồi là các cái công trình thủy lợi, rồi các cái công trình công cộng như là trường học, trạm y tế, những cái phục vụ cho bà con để làm sao bà con có một cái trong một thời gian sớm nhất thì có thể quay lại ổn định cuộc sống. Trên cơ sở trao đổi với huyện thì cũng đang đề nghị là phải rà soát lại các cái khu vực dân cư, nhất là ở những cái nơi mà có cái nguy cơ sạt lở, rồi có nguy cơ lũ ống lũ quét, để kịp thời di rời dân cư và tính toán những cái vị trí để quy hoạch dân cư, đảm bảo cái dân cư ở những cái vị trí an toàn hơn. Những ngày vừa qua, đồng cảm chia sẻ với những mất mát của đồng bào Kỳ Sơn, hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh đã hành quân về Kỳ Sơn. Cùng với các đơn vị và người dân địa phương, lực lượng vũ trang quân khu và tỉnh Nghệ An đã ngày đêm chạy đua với thời gian để hỗ trợ người dân các xã Tà Cạ, thị trấn Mường Xén khắc phục hậu quả mưa lũ. Hàng ngàn mét khối bùn, đất đá được các lực lượng thu dọn. Các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên đã đến từng ngôi nhà, nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy, sửa chữa chỗ ở tạm cho bà con nhân dân. Trước mắt là ổn định cái nơi ăn ở và thực hiện các vấn đề về an sinh xã hội, về môi trường. Và trong hướng tới, những ngày tới thì sau khi tình hình thực thể là ổn định thì sẽ quân khu 4 sẽ tăng cường lực lượng thêm để rồi giúp bà con nhân dân ở đây ổn định cuộc sống. Chia sẻ với những mất mát của người dân, liên tiếp trong những ngày qua, mỗi ngày có hàng chục chuyến xe chở hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm lên với bà con Kỳ Sơn. Nhiều sở, ban, ngành và địa phương đã phát động đợt quyên góp hỗ trợ huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại báo Nghệ An, ngay trong buổi chiều ngày 2 tháng 10, công đoàn và chi đoàn thanh niên, ngoài việc kêu gọi cán bộ đoàn viên tham gia đóng góp hỗ trợ bà con, còn kết nối các tổ chức, cá nhân, đơn vị tham gia chương trình hướng về Kỳ Sơn. Ngay khi mà nắm được thông tin tại huyện Kỳ Sơn xảy ra thiên tai lũ quét, lũ ống lịch sử, thì các đoàn viên trong chi đoàn báo Nghệ An đã cùng với các đoàn viên trong công đoàn hưởng ứng cái sự vận động kêu gọi của Đảng ủy ban biên tập, đã ủng hộ một ngày lương cho đồng bào Kỳ Sơn, và toàn thể cơ quan báo Nghệ An đã đóng góp được số tiền là 22 triệu đồng kịp thời chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn để đưa đến tay bà con. Bên cạnh đó thì các đoàn viên của chi đoàn báo Nghệ An cũng tham gia vào tổ phản ứng nhanh, tổ phóng viên phản ứng nhanh có mặt tại ngay tại tâm lũ để kịp thời đưa tin, là có những cái bài viết, những hình ảnh
nó chân thực nhất và kịp thời gửi đến độc giả. Thì hiện tại toàn thể tuổi trẻ khối ngoài cái việc đóng góp tại cơ quan đơn vị thì đã vận động được hơn 50 triệu đồng để đóng góp gửi đến bà con, và ngoài ra những cái cơ sở thuộc men lương thực thực phẩm và những cái nước sạch để gửi đến bà con, thì đó là những cái hành động rất là thiết thực. Ngoài cái việc thực hiện trách nhiệm của một công dân thì cũng phát huy cái tinh thần của một người trẻ, và đặc biệt là cán bộ công chức, người lao động trẻ trong khối các cơ quan tỉnh. Những hành động, việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn của các cơ quan, đơn vị sẽ góp phần giúp người dân vùng lũ Kỳ Sơn từng bước ổn định cuộc sống. Tất cả cùng chung tay nỗ lực để đồng bào mình, bà con mình không ai bị thiếu đói, không ai bị bỏ lại phía sau.